nhìn thấy cái chó táp luôn. Nay ăn ăn mùng 5. Đấy. Trưởng đi đâu hả? Ừ. Trưởng về thăm con. Trưởng nó mau rồi. Ủa, chưa về nữa hả? Kỳ tút trên sắt lại. Quay thấm cắm qua nè. Trời ơi. Bà, ấy cái khẩu trang kì. Lấy chim coi. Này cả ra chứ, cũng cả luôn lắm á chứ. Cả khó hả? Cả khó không, nên kêu cặp trưởng. Cũng như là thợ cả mà. Tại cả luôn. Mời bác chưa? Ấy mở. Đủ ly không? Đó có gì đâu mà đủ. Thật chơi luôn. Ra nước thì nó sạch thôi. Tự động nó sẽ sạch. Sông đá hả? Ôi. Dính nó dính cát à. Đã bạc cũng được. Chỉ ngồi chờ ăn được. Dễ khỏe ha. Kỳ ngồi, ngồi chơi ăn là khỏe nhất rồi. Kỳ giới thiệu chống tàu. Mình phụ mấy cái khúc cuối vô vô này kia rồi. Này hồi sau nước mắm mà chế vô đây chứ cười. Lấy mấy cái trứng mà cho mấy cái nhỏ. Trứng giữa nó. Ồ, cái trứng giữa cho nó ăn cho nó học hành đừng nó ngu. Để đợi. Ồ, trứng nó giữa lộn lộn vậy. Giữa hả? Ăn cái nó lấy luôn. Giữa đâu vậy? 4 phút cho. Trứng giữa trứng thúi. Làm hay gì ta? Bỏ trong gà vậy? Không, ấp không có ấy đâu có trống không? Mà ấp vậy à, bỏ gà ấp cái đồ ấp. Có nghĩa là cái trứng nó làm cái tâm giới giữa lộn như thế. Thì giữa đó, giữa là nó lửng lửng, giữa này giữa kia. Giữa lộn thúi. Ừ. Chút này chút kia. Bởi ta kêu vậy đó. Như vũ hứng vậy đó. Nửa này nửa kia vậy mới phê chứ. Trời, cứ mời cậu ấy. Rồi rồi. Xíu. Cậu mở ra. Rồi. Bạn có nhiều này mà nó quốc cho đòi đà đòi đem ra hai thùng. Ngồi được đó. Được, vô không kỹ. Có đồ ăn rồi đó, đủ rồi đó. Hai thùng tới chiều nó bao hết rồi. Thôi kìa. Lẩu nè. Thôi quá à. Xong ha. Dạ. Đó, xong. Nó đúng rồi. Thường nó nuôi lúc rồi hết là hết cỡ rồi đợi từ từ nó. À, từ từ hả? Dạ. Uống nước ngọt kìa. Không mình tính. Tính được uống nước ngọt hả? Hả? Uống nước ngọt thì à. Mấy mèo nè. Mèo làm gì nè? Mèo đang định ăn chuột. À, rột rột ha. Chụp rột 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 nghe. Chụp rột rẹt á. Rột rẹt rột rẹt. Đó. Đó. Chụp tôi đó. Con ngồi làm sao? Con ngồi cái kế đó, con ngồi kiểu nhìn nè. Kiểu nhìn là con ngồi kế nhân phượng đó. Đúng rồi. Rồi bán với đậu về đây. Hay là cái còn không biết mua dụng cũng nhận. À. Cũng lai ra. Trong nhà cũng trong nhà. Trong nhà cá mở chạy kéo ra ngồi luôn. Bia khai tiền. Kêu ra ngồi luôn à. Em dạ. kêu từ từ làm bữa qua khách hàng đồ cũng gọi tùm lum la nhưng mà chưa nó cúng trong đầu bữa nay luôn đấy. Quay mèo quay cho mèo coi tiếp nữa quay luôn quay luôn nói gì nào vậy bé Bi nè hút đi con tiếng này tiếng giữa hả tiếng giữa. Sài Gòn là bây giờ dùng xanh rồi. Ít bữa nữa bắt đầu tập trung lại bắt đầu nổ lên vàng nữa. Dịch mũi ba rồi nữa. Sáng ra nó hai cái loại. Em nên nhưng mà đợt này như là Tết nó tỏ đi hết rồi. À. Giờ một ngày như coi trên đài đi có 60 ca, 100 ca đổ lại à. Chỉ có ở Hà Nội á là nó thứ năm
Đây đây tình đồng con ăn hả? Bây giờ nó về con trong nhà là anh đây là trời tu đi. Bây giờ không, nhưng nhà giờ anh là Út quản lý. Quản lý luôn rồi sang năm cô cũng có cái làm cái kiếm ấy rồi cũng tuyên bố anh em lên cái xào là đời sau nó tồn tại được. À. Vậy nên lớp lớn đi rồi nên lớp nhỏ lên. Còn em làm vậy thì đâu có lớp nhỏ đâu lên. Cái mèo ăn này nó ngon hơn mèo cái nào cũng có cái cực cái sướng như nó ăn nó mấy lần nè. Má ơi con mà con được thằng với Vũ Thành con đội đầu cái bận đấy ông đội đầu đang nhịn cũng bực nhau mà nhất là con em à, anh thì nó nhân nó ăn gì vô đi. Ồ, rồi cùng ly đi vô vô hai ba vô lấy hình đó. Hả Huy, anh đi bàn. À. Cái giọng nó giống. Nhiều lúc ông lớn tuổi rồi cái giọng ông không sửa được. Anh nói hơi nặng tí. Ba lâu lắm rồi. Cái này vừa gia đình cũng có nhiều anh em với bộ đông ông. Em ơi, hát chỗ nha chị. Có 2 nam cùng nữ không ạ? 5 nữ nha. Ừ, 2 nam. Rồi lên hình nè. Giang An lên hình đi Giang. Đó, lên tư duy á. Nè, mà lon lên nè. Em có cái sao đó. Canh đâu gấp mà chụp mày quê mày họ lên tấm nào không gấp không chết. Dựng cái ngoài lên chụp cái. Dựng đứng. Dựng đứng. Không ai xui nữa. Xử án liền. Xử án liền. Thấy muốn bệnh. Bây giờ bà chủ nhà cái đi cái nhà. Có rồi giá cắt cái đồ nhà đó. Đó. Hai nhà con. Không nói phải không giờ hả?